Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết tiểu thuyết Sonagi đúng không ạ? Vậy các bạn có biết bối cảnh thực sự của cuốn tiểu thuyết này là đây, quận Yangpyeong không ạ? Ngôi làng Sonagi của quận Yangpyeong được xây dựng phòng theo bối cảnh cuốn tiểu thuyết Mưa Rào, vốn tiêu biểu trong nền văn học cận đại của nhà văn Hwang Soo-won. Đây là nơi trưng bày triển lãm mọi hiện vật liên quan tới cuộc đời của nhà văn Hwang Soo-won, cũng như giới thiệu vai trò và ý nghĩa của văn học cận đại tới với những khán thính giả. Đây là nơi mà tôi nghe nói đã xuất hiện nhiều trong tiểu thuyết Mưa Rào đấy ạ. Có vẻ ở đây là căn phòng dựng lại theo chủ đề của cuốn tiểu thuyết này. Ở trong này có hình ảnh của bé gái và bé trai nhân vật chính đấy ạ. Dù chỉ có một mô hình thôi nhưng tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được mối tình sâu đậm của hai nhân vật này. Câu chuyện tình trong sáng và đầy cảm động giữa một người con trai và một người con gái quả thật đã khiến trái tim mọi người rung động. Đây là bảng từ nơi chúng ta có thể tự chọn viết chữ mà mình muốn lên bảng trên đây. Tôi đã hoàn thành tên chương trình thử thách du lịch rồi đây ạ. Tôi nghĩ rằng đây chính là cảm giác khi được thanh lọc về tâm hồn và cơ thể, vừa được thưởng thức không khí trong lành, đồ ăn ngon, và còn được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thú vị tại quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi. Các bạn hãy cùng tới tham quan quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi để tận hưởng những nét quyến rũ đặc biệt ở đây nhé. Từ Seoul mất khoảng một tiếng dù đi bằng bất cứ phương tiện nào, bạn sẽ đến thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, nằm gần Seoul, lãng mạn và tràn đầy sức trẻ. Bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu về cái nôi của món mì kiểu mạch, những điểm tham quan với các môn thể thao đa dạng và cùng tham quan viện bảo tàng mang tính giáo dục sinh động. Và bây giờ hãy cùng theo chân tôi, chúng ta cùng đến thành phố Chuncheon nhé. Vào những ngày nắng nóng thì nhiều người trong chúng ta thường tìm đến những trò chơi dưới nước đúng không ạ? Nếu đến Chuncheon thì quý vị và các bạn có thể tận hưởng môn thể thao trượt ván nước. Giờ hãy cùng tôi trải nghiệm cảm giác mới mẻ đó nhé. Cách tốt nhất để tận hưởng mùa hè oi ả bất chợt đến đó là môn trượt ván nước. Tôi đã tìm đến địa điểm trượt ván nước, nơi thả mình theo thuyền và cơn sóng vỗ, và đồng thời có thể cảm nhận được cảm giác mạnh cùng với sự tự do tự tại ở đây. Seang Siu-chin, giỏi thể thao là tôi đây. Xuất phát thôi. Xin chào anh giám đốc. Hiện tại bây giờ tôi đang có mặt tại nơi chơi môn trượt ván nước. Ở đây là nơi như thế nào? Anh có thể giải thích một chút không ạ? Ở đây chúng tôi chủ yếu cung cấp các dịch vụ về môn trượt ván nước và các dụng cụ cơ bản như các môn thể thao dưới nước như là thuyền hình chuối hay là thuyền hình đậu phộng. Vâng, thuyền hình chuối và thuyền hình đậu phộng. Còn loại khác nữa không ạ? Có nhiều chủng loại như là ván quét bo, ván lướt hai chân, ván lướt một chân, thư rít, trơm phư. Các môn thể thao dưới nước thật sự rất đa dạng. Trong số đó thì môn thể thao nào dạo gần đây được giới trẻ yêu thích nhất ạ? Vâng, để tôi giới thiệu cho cô nhé. Cái này gọi là ván quét bo, cái mà dạo gần đây những người trẻ rất ưa thích. Cái này nếu học thì cảm giác rất mạnh, thú vị và rất hay. Vậy cái này có dễ chơi không ạ? Vâng, mới đầu học thì sẽ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng mà học qua thời gian rồi thì sẽ rất thú vị. Trong môn lướt ván loại này được rất nhiều người tiến cử. Có lý do đặc biệt nào khiến cho môn thể thao này nổi tiếng dạo gần đây không ạ? Đại loại như là tốc độ. Ở mặt tốc độ, độ bậc thì loại này đang rất được yêu thích. À, thì ra là vậy.